Tại vì lẽ đương nhiên là họ chọn cái người mà có một tí uy tín đó để họ chèn những cái quảng cáo vô. Họ quảng cáo những cái thuốc rất là lung tung. Nhưng mà đối với tôi thì nếu mà cái thuốc gì mà liên quan tới nhi á thì tôi sẽ đính chính trên mạng thôi. Tại vì họ sử dụng mạng thì mình cũng sử dụng mạng lại. Bởi vì trong cái trang mà hỏi bác sĩ di động của tôi thì nó rất là nhiều người, người tham gia, thành ra người ta sẽ biết là không phải là bác sĩ nói. À, tôi nói như vậy. Còn đối với những thuốc khác thì chịu. Ví dụ như là nó dùng hình ảnh của tôi để quảng cáo thuốc về khớp, à, rồi thuốc giảm đau này kia đó. Còn thí dụ như là nó dùng hình ảnh của mình để nó dạo để quảng cáo một thuốc bổ cho con nít đó, thì tôi sẽ thông báo rất là rõ là mình không có, hoàn toàn không có sử dụng cái đó và không có khuyên sử dụng cái đó. À, còn những cái khác thì mình chịu, mình không có khuyên người ta được, tại vì mình chuyên về nhi mà. Còn đối với cái người làm chuyện đó thì tôi không có thể nào mà phản hồi với họ được, tại vì mình đâu có biết họ ở đâu đâu. Mình phản hồi cho cái trang của mình thôi. À, thứ hai là mình cũng không phiền phức phải đi tìm cái cơ quan để mà can thiệp làm gì, tại vì nó rắc rối lắm. Cho nên cuối cùng thì mình nói như vậy thì ai tiếp cận được thì họ sẽ tránh thôi. Chứ còn chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng tới một vài người mà người ta tin tưởng như vậy, người ta theo. Ra thì những cái người mà người ta thấy cái đó đó, người ta hỏi tôi trước người ta mới uống. Ừ. Nếu người đó là người ta biết mình và người ta biết mình ở đâu để mà hỏi thì người ta sẽ vô cái trang fanpage, trong cái tin nhắn ở trong fanpage họ hỏi trước, hỏi ủa bác sĩ ơi, có phải bác sĩ khuyên xài cái này hay không, thì tôi sẽ trả lời là không. Còn những người nào không hỏi mà tự làm thì chịu chết, mình cũng không có thể mà can thiệp được hết tất cả mọi người. Thực ra đối với tôi thì uy tín tôi không quan trọng, tôi chỉ sợ là họ quảng cáo cái thuốc nào đó mà người khác xài nó lầm thôi, thành ra mình cố gắng mình tuyên truyền vậy thôi. Còn theo tôi quan niệm thì nếu người ta biết mình á thì chắc chắn là đi hỏi mình thì người ta dùng cái đó. Còn nếu người ta biết tôi rất là nhiều á thì người ta biết chắc là cái này là giả rồi, tại vì tôi không có bao giờ làm quảng cáo cái đó hết. Cho nên hy vọng là với cái truyền thông như vậy đó thì phụ huynh thấy những cái đó thì đa số những bác sĩ không có khuyên xài như vậy đâu. Thành ra nếu mình cảm thấy cái đó không yên tâm thì mình tìm cách mình hỏi bác sĩ đó có đúng hay không. Chứ còn mình thấy cái hình ảnh là mình lại đi theo mình mua những cái thuốc đó thì chắc chắn là nó không an toàn. Và với cái tình trạng như vậy luôn là hiện nay có rất là nhiều cái loại thuốc mà họ bán trên mạng nha. Thì chúng ta phải tìm hiểu thật là chính xác. Còn nếu mà mình thấy bán trên mạng về thuốc tây mà để tiện để mà xài đó thì rất là nguy hiểm. Tại vì những cái dụng cụ sử dụng á nó có hư đi nữa đó thì mình chỉ tổn thương về vật chất thôi, ha, mua lầm thôi, chứ còn những cái gì uống vô bụng của mình á là nó có liên quan sức khỏe. Thành ra mình phải nên kiếm cái chỗ mua cho nó chính xác. Nó không phải tới mức thật là khó khăn để mua ở ngoài không được, để tìm hiểu không được, mà mình lại đặt qua mạng thì phải sức cẩn thận. Tại vì mình cũng không thể nào mà đi tới đi lui được. Cuối cùng thì mình chỉ khuyên người ta đừng có xài thôi. Ai mà tiếp cận được cái lời khuyên của mình thì người ta sẽ tránh. Chứ còn tới mức cộng đồng rộng rãi như vậy thì chỉ mong muốn là những người mà tham gia trên cộng đồng á, thì khi mình thấy một cái hiện tượng như vậy mình phải cân nhắc. Chứ mình đừng có thấy cái ông bác sĩ nào đó đứng lên nói, họ dùng cái hình ảnh nhưng mà là chắc chắn đâu, không chắc. Gần đây thì trong ngành thẩm mỹ rất là phức tạp, có rất nhiều cái cơ sở thẩm mỹ uy tín, một số bác sĩ cũng uy tín bị một số cái cơ sở hoặc là spa lợi dụng hình ảnh để trục lợi hoặc là kinh doanh, gây sự nhầm lẫn rất lớn cho khách hàng. Và hiện tại chúng tôi có thể đơn cử như là Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện 108 Hà Nội, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Đại học Y Dược và Viện Thẩm mỹ Quốc tế Việt Hàn của chúng tôi cũng bị lợi dụng hình ảnh. Cái khó khăn của chúng tôi là khi bị lợi dụng như thế thì chúng tôi không biết cầu cứu ở đâu, không biết làm thế nào, không biết nhờ ai để giúp hỗ trợ can thiệp. Chúng tôi chỉ đơn giản gửi những cái công văn hoặc là những cái phản ánh tới cơ sở họ, tuy nhiên họ bất chấp tất cả, không có gỡ bỏ những cái hình ảnh hoặc là cái thương hiệu đó xuống, và các cơ quan chức năng thì cũng không có ai có thể hỗ trợ chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy rất lúng túng và bị động trong vấn đề như thế. Ngay cả những cái đồng nghiệp của chúng tôi trong các cái bệnh viện lớn, mà những bệnh viện lâu năm như thế mà cũng không có biết làm như thế nào. Chúng tôi chỉ ngồi lại với nhau và chỉ nói với nhau thôi, bàn với nhau, nhưng mà không có một cái cơ quan pháp luật cụ thể nào có thể chế tài hoặc là hướng dẫn chúng tôi làm cho đúng để giúp chấn chỉnh lại cái ngành phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay. Họ đã lấy hình ảnh của chúng tôi về thương hiệu
và ngay cả họ lấy bộ những cái hình ảnh trong những cái trang mạng của chúng tôi, những clip của chúng tôi để chạy quảng cáo về những cái cơ sở của họ để gây nhầm lẫn cho khách hàng, và họ đã gây những cái biến chứng rất lớn, nghiêm trọng cho khách hàng và làm cho khách hàng bị tổn thương rất là nhiều. Thì sau những cái sự cố vừa rồi, đặc biệt là một cái viện thẩm mỹ Việt Hàn tại 83 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã gây một cái tai biến cực kỳ nghiêm trọng cho khách hàng, đã làm tổn thương nghiêm trọng tới hình ảnh và uy tín của chúng tôi. Sau cái sự kiện đó, rất nhiều khách hàng thân thiết của chúng tôi, những cái đồng nghiệp là quý mến chúng tôi, điện thoại liên tục với chúng tôi, bày tỏ chia sẻ và cảm thông với chúng tôi. Và rất nhiều khách hàng lo lắng, họ cảm thấy bị dao động khi họ quyết định tìm tới chúng tôi. Họ hỏi chúng tôi có cùng với cơ sở với thẩm mỹ Việt Hàn Hà Nội không. Mặc dù họ rất là tin chúng tôi, tuy nhiên sau những sự cố nghiêm trọng như thế, họ rất là hoang mang và họ không có ra cái quyết định để chọn chúng tôi tiếp tục làm, hoặc là họ dừng cái quyết định lại. Do đó ảnh hưởng nghiêm trọng tới cái lượng khách hàng đến với cơ sở chúng tôi rất là nhiều. Họ thường lấy những cái thương hiệu, đặt cái tên thương hiệu giống hệt những cái thương hiệu có uy tín, đặc biệt là như cái Viện Thẩm mỹ Quốc tế Việt Hàn của chúng tôi, họ vẫn mang cái thương hiệu giống như thế. Và nghiêm trọng hơn nữa là họ lấy toàn bộ những cái hình ảnh trên cái trang mạng của chúng tôi, những cái hội nghị khoa học của chúng tôi, hình ảnh của chính tôi để chạy trên quảng cáo trên Facebook về cái địa chỉ của họ, gây nhầm lẫn rất lớn cho khách hàng. Rất nhiều khách hàng đã tìm đến với chúng tôi, tuy nhiên đến khi gọi tới những cái trang Facebook hoặc mạng giả như thế thì họ cho một cái địa chỉ khác, và khách hàng tới đó làm và đã gây biến chứng rất là nhiều. Có rất nhiều khách hàng đã trở sau đó tìm được tới chúng tôi và họ tâm sự là họ đã bị lừa như thế, và chúng tôi đã cố gắng giúp khách hàng khắc phục những cái biến chứng để cho họ trả lại cái nét đẹp tự nhiên và tự tin hơn. Thường là họ, thậm chí họ mở những cái cơ sở mang cái tên thương hiệu của mình xung quanh cái cơ sở của mình, và họ quảng cáo rất là nhiều để khách hàng khi gọi vô số đó họ sẽ dẫn tới một cái địa chỉ khác để làm. Và họ luôn nói rằng đây là cơ sở của bác sĩ Hải. Thậm chí chúng tôi gọi tới họ vẫn nói chỗ này là bác sĩ Hải làm. Thậm chí gọi ra Hà Nội họ cũng nói bác sĩ Hải đang làm ở đây. Họ sử dụng những cái hình ảnh, những cái công nghệ độc quyền của chúng tôi. Chúng tôi phải mày mò, phải đi học hỏi ở rất nhiều nơi trên thế giới để ra những cái phương pháp hoặc là kỹ thuật tốt nhất, phục vụ tốt nhất cho khách hàng. Tuy nhiên họ đều sử dụng những cái hình ảnh độc quyền của chúng tôi để gây nhầm lẫn cho khách hàng. Đó là một cái ảnh hưởng rất lớn, quan trọng nhất là tác động đến người dân rất nặng nề. Bởi vì họ là tin tưởng cái đội ngũ bác sĩ của những bệnh viện lớn như là bệnh viện Chợ Rẫy hả. Vừa rồi như cơ sở 792 đường Trường Chinh lấy tên là Viện Thẩm mỹ Bệnh viện Chợ Rẫy và khoa phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Chợ Rẫy. Hoặc là cơ sở ở Cần Thơ cũng lấy tên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Chợ Rẫy và có logo sẵn của Chợ Rẫy luôn. Ngay đến như vậy chúng tôi có những cái đoạn clip hoặc là chúng tôi có những hình ảnh mà bệnh nhân và có những nạn nhân của những cơ sở đó như 792, như Cần Thơ họ đến, tại vì họ cái thương hiệu nó lớn lắm. Ở Chợ Rẫy là một khoa phẫu thuật thẩm mỹ có 14 bác sĩ, có giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm, cho nên là họ lấy như vậy thì rõ ràng người dân họ rất là ảnh hưởng rất nặng nề, thậm chí là tiền mất tật mang như vậy đó. Rất nhiều nạn nhân đã bị như vậy rồi, đến với chúng tôi, người ta đến thì người ta thậm chí còn lấy tên họ của chúng tôi nữa, hỏi bây giờ tôi muốn yêu cầu bác sĩ Đỗ Quang Hùng mổ hoặc là bác sĩ Đại Diệp Lan Thanh mổ chẳng hạn. Thì là những cơ sở đó có tất cả, khi mà gọi online tới đều là có hết, nhưng mà khi mà đến nơi và họ đầu tiên họ cho giá rất là rẻ, như là 792 đường Trường Chinh chẳng, họ chỉ nêu là một cái mũi 7 triệu thôi. Nhưng mà khi lên bàn mổ rồi thì họ nói là làm 7 triệu thì cũng không ngon lắm, làm 10 triệu đi hoặc là 15 triệu đi. Như vậy đó, khi mà tư thế như vậy thì giống như là một phòng khám mà nó
nó không ra gì cả như vậy đó. Họ lên rồi xuống cùng người người khách hàng thì họ tâm lý họ hoang mang, họ chọn những cái giá cao nhất, họ nghĩ là tiền nào của nấy, mà cái tâm lý người người Việt Nam là họ nghĩ là tiền nào của nấy, họ đâu biết rằng đó là một cái trò mà lừa của người ta. Họ lừa mình đến nơi chỗ mà người ta đã muốn đến, xong đó lừa khi lên bằng mẫu rồi lừa tiếp về giá cả đó. Rồi đến nơi rồi họ lừa tiếp về cái chuyện là tôi yêu cầu bác sĩ Hùng mổ, thì họ vẫn đưa là bác sĩ Hùng mổ, nhưng mà người dân họ đâu biết bác sĩ Hùng là ai đó, cho nên là thường là họ đưa là đây là bác sĩ Hùng nè, trưởng khoa thẩm mỹ bệnh viện Chợ Rẫy, họ nói như thế, họ cũng lừa như thế, nói như vậy đó. Nhưng mà hoàn toàn là cái tay đó không phải là một tay bác sĩ nữa, cái người mổ như vậy đó. Thường đa số những cơ sở đó là như 792 Trường Chinh là cơ sở không phải là do bác sĩ đứng tên hành nghề, mà đa số là những tay ngang học ở những chỗ mà dạy thẩm mỹ một ngày nửa buổi gì đó chẳng hạn, làm rất là nguy cơ như vậy. Phẫu thuật thẩm mỹ cơ bản là an toàn, nhưng mà cũng có tiềm ẩn nguy cơ. Nếu chúng ta tầm soát kỹ thì chắc chắn rằng là nguy cơ đó ít hơn. Nhưng mà nếu mà không tầm soát kỹ, và chúng ta hoặc là những cái kinh nghiệm của người bác sĩ nó quan trọng lắm. Người bác sĩ là phải được có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo, trong làm việc, trong công việc, cho nên là nếu mà được như vậy thì họ người dân họ rất là đỡ khổ. Cho nên là tôi đã cảnh báo rất nhiều trên báo đài cũng như là trên mạng rồi, nhưng mà nhiều người dân vẫn đôi lúc họ không tiếp cận được cái thông tin đó và họ vẫn đến, hoặc là trong đó có một số nhóm mà nhóm cò thẩm mỹ đó, họ vẫn dẫn tới. Tại vì cò họ thưởng 30%, 40%, cho nên là cũng làm tác động rất lớn trong việc đó như vậy. Cho nên mong rằng là bà con, mong rằng là những người giới thiệu để ăn tiền chẳng hạn thì không nên làm như thế. Mình trước mắt là mình phải giúp cho người dân Việt Nam đã, đừng có mình là người Việt mà hại người Việt nữa, thì tôi mong rằng như vậy. Đó, thật ra thì chúng tôi vẫn báo cho bộ phận truyền thông của bệnh viện chúng tôi, hoặc là báo với ban giám đốc, rồi báo lên Sở Y tế quản lý, Sở Y tế Cần Thơ, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà thật ra thì rồi thậm chí làm việc báo chí nữa, nhưng mà khi mà họ đến như cái tòa nhà 792 Trường Chinh chẳng hạn, thì một tòa nhà 8 tầng, nhưng mà họ hoạt động là chỉ có tầng lầu 5 thôi, và tầng trệt thôi. Tầng trệt là đón khách, lầu 5 vậy đó, còn 1, 2, 3, 4, trống, 6, 7, trống. Như vậy đó, chứng tỏ rằng là họ rất là một cái kinh nghiệm, họ rất là nhiều kinh nghiệm như vậy đó. Cho nên là khi mà thanh tra sở đến đó, thì họ báo cáo rằng là họ không thấy gì cả. Mà tất nhiên là khi họ lên là 1, 2, 3, 4, họ thở thôi, cho nên không có ai mà lên lầu 5 đâu. Nhưng thực ra hoạt động chính ở lầu 5, như vậy đó. Thì không biết rằng là đề nghị là phải bảo vệ, và đề nghị là cái người Việt Nam hãy vì người Việt Nam đã, đừng có vì đồng tiền mà đánh giá mất nhân phẩm của mình. Thứ hai nữa là cái một cái tập đoàn lớn như 792 là khi mà người khách đến tư vấn đóng tiền thì nó chạy ra tận Hà Nội lắm, chứ không phải là cái tập đoàn từ một cái vòi bạch tuộc từ Hà Nội như vậy đó, chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Nó thật sự bây giờ chúng tôi không thể nào là, chúng tôi không phải là công an, chúng tôi không phải là chính quyền. Chỉ quan trọng nhất tôi nghĩ rằng là một là muốn giải quyết vấn đề này thì những cơ sở spa, những cơ sở chăm sóc da, những cơ sở ban chắc là viện thẩm mỹ hay thẩm mỹ viện hạn, thì phải có giấy phép của Sở Y tế. Đề nghị là phòng y tế và chính quyền địa phương phải quản lý rất rõ chỗ này, và giao quyền lại cái chính quyền tại chỗ cũng nên giao quyền lại cấp giấy phép hành nghề cho họ là những người mà của cấp ngành y tế quản lý tốt hơn. Chứ vừa rồi thực ra thì mấy cái tiệm spa viện thẩm mỹ mở ra rất dễ, họ đâu có khó khăn gì, gần một buổi là xong có giấy phép rồi, bởi vì là do phòng kinh tế cấp quận huyện mà họ cấp. Họ cấp thì bây giờ kinh doanh cái gì, họ lên khai tờ giấy xong đó là nó kinh doanh về thẩm mỹ, thì chỉ cần tờ giấy phép kinh doanh để chỉ thẩm mỹ vào đó là họ dán lên, họ có thể là mập mờ đánh lẫn con đen rồi, để cho rằng là có thể mổ thẩm mỹ rồi. Không phải như vậy. Mổ thẩm mỹ, phẫu thuật thẩm mỹ là một cái phép hành nghề mang tính chất là chuyên biệt, có chứng chỉ hành nghề, và chỉ có được Sở Y tế cho phép, cấp giấy phép hoạt động trên cơ sở giấy phép kinh doanh đăng ký tại địa phương thì mới có giá trị. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là nên như thế. Và thứ hai nữa, nên trao đổi khoáng chuyển như là phải có giấy phép hành nghề trước, phải có chứng chỉ hành nghề trước, phải có giấy phép hoạt động trước, rồi mới đăng ký giấy phép kinh doanh. Hiện tại bây giờ quy trình đi ngược, tức là phải đăng ký kinh doanh trước. Trong cái đăng ký kinh doanh là họ tắt rồi, họ tới chỉ cần giấy phép kinh doanh thôi, và họ có thể trương đăng ký bản là giấy phép kinh doanh là về thẩm mỹ, là họ có thể mổ thẩm mỹ rồi. Cho nên là đề nghị là nên theo quy trình của
ngành y tế trước. Như vậy thì chúng ta tránh được cái tình trạng là chúng ta cấp giấy phép kinh doanh cho những cá nhân làm không làm, tức là không có giấy phép kinh doanh mà chỉ được cấp cho những người có giấy phép hoạt động hoặc là chứng chỉ hành nghề thẩm mỹ mà thôi.